Lương Thế Thành quá đại gia, mua hẳn xế hộp tiền tỷ tặng Thúy Diễm. Nhiều người bất ngờ vì độ chịu chơi của Lương Thế Thành khi mua quà tặng cho bà xã. Vừa qua 22 tháng 10 trên trang cá nhân, Thúy Diễm bất ngờ chia sẻ hình ảnh cô đi nhận một chiếc xe hơi hạng sang. Đồng thời nữ diễn viên cũng không quên đính kèm dòng trạng thái: chào mừng bé yêu đã về nhà, cảm ơn quà 20 tháng 10 của ông xã. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của mọi người và ai cũng bất ngờ trước độ chịu chơi của Lương Thế Thành trong việc mua quà tặng bà xã. Thúy Diễm vừa khoe lên trang cá nhân món quà mình vừa được nhận. Nhân dịp lễ 20 tháng 10, Lương Thế Thành đã quyết định chọn một chiếc xe hơi đắt giá để làm quà tặng cho vợ yêu. Đây là một dòng xe hơi khá nổi tiếng và quen thuộc, được nhiều sao Việt ưa chuộng. Được biết, món quà mà Lương Thế Thành vừa tậu có giá trên 2 tỷ đồng. Chính nam diễn viên cũng thắp tùng bà xã đi nhận món quà. Không những vậy, Lương Thế Thành và mọi người còn chuẩn bị trang trí buổi tiệc khá hoành tráng cho Thúy Diễm. Lương Thế Thành nổi tiếng là người yêu chiều vợ nhất nhì với Bích. Cả hai đăng ký kết hôn vào năm 2014, đến năm 2016 mới làm đám cưới, và đây cũng được coi là đám cưới cổ tích. Thúy Diễm không giấu được niềm vui vì món quà của ông xã. Được biết, đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Lương Thế Thành sở hữu xe tiền tỷ. Khi vừa đám cưới được vài tháng thì cả hai cũng tậu về một chiếc xe hơi hơn 3 tỷ đồng. Cặp đôi này cũng thường xuyên đưa nhau đi du lịch nước ngoài. Đây có thể được coi là một cặp vợ chồng đại gia ngầm ít ai biết của showbiz Việt. Hồ Quang Hiếu khẳng định không có người thứ ba chen vào, đau lòng khi thấy Bảo Anh khóc. Nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu thừa nhận, lúc xem clip mà Bảo Anh nói về lý do hai người chia tay, anh thực sự cảm thấy đau lòng. Vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh gây bất ngờ khi chính thức thừa nhận đã chia tay sau 2 năm hẹn hò. Sau đó vài ngày, Bảo Anh có trả lời phỏng vấn và đề cập tới lý do khiến hai người đường ai nấy đi. Cô đã khóc và bộc bạch, Hồ Quang Hiếu không cho cô thấy cảm giác mình là người quan trọng nhất và cả hai đã chọn sai cách yêu. Mặc dù còn rất buồn về chuyện tình yêu tan vỡ, nhưng Hồ Quang Hiếu vẫn tham gia các hoạt động và giữ nếp sinh hoạt bình thường. Gần đây, khi xuất hiện trong một đêm tiệc được tổ chức tại Hà Nội, nam ca sĩ này đã cởi mở trả lời những thắc mắc của giới truyền thông xung quanh việc anh và Bảo Anh chấm dứt mối quan hệ tình cảm. Hồ Quang Hiếu thừa nhận, khi xem đoạn clip mà Bảo Anh nói về nguyên nhân khiến chuyện tình yêu của hai người tan vỡ, anh thực sự cảm thấy đau lòng. Trước đây chia tay anh không bao giờ nói chuyện lại với người cũ. Nhưng riêng Bảo Anh, mối tình sâu đậm thứ ba thì lại khác. Hai người đôi lúc vẫn liên lạc với nhau. Trên thực tế, Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh đã chia tay nhau 3 tháng trước khi công bố thông tin với mọi người. Lý giải về vấn đề này, anh khẳng định chuyện kết thúc mối quan hệ không liên quan gì đến người thứ ba. Nguyên nhân chính là vì cả hai không còn chung quan điểm và chí hướng trong cuộc sống, khiến họ ngày càng xa cách. Vì mọi thứ không thể cứu vãn được nữa, nên hai người đã giải thoát cho nhau. Hồ Quang Hiếu cũng cho biết, anh không hỏi ý kiến của Bảo Anh trước khi thông báo chuyện chia tay trên trang cá nhân. Hồ Quang Hiếu nhận hết mọi lỗi lầm về mình khi không giữ được mối quan hệ tình cảm với Bảo Anh. Được biết, mẹ của Bảo Anh đã nhắn tin nói với Hồ Quang Hiếu rằng bà rất buồn khi đọc được những gì anh viết trên Facebook. Dù vậy, bà vẫn chúc anh tìm được người phù hợp hơn. Trước câu hỏi về khả năng tái hợp, Hồ Quang Hiếu bộc bạch rằng bạn bè khuyên nếu còn tình cảm còn yêu thương thì anh và Bảo Anh nên quay lại với nhau vì không dễ dàng gì tìm thấy người phù hợp. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, hai người còn nhiều điều khúc mắc chưa giải quyết được nên không thể nói trước vấn đề tương lai. Nếu quay lại vì tình cảm mà không thể thay đổi được những lỗi lầm cũ thì chỉ làm mất thời gian của cả anh và Bảo Anh. Ca sĩ Viu Anh bị tố giật chồng, gây bão mạng. Trên mạng xã hội đang lan truyền những dòng trạng thái của một người phụ nữ tố đích danh ca sĩ Viu Anh giật chồng. Ngay sau khi công khai ông xã, ca sĩ Viu Anh bất ngờ bị một người phụ nữ tố giật chồng của bạn mình. Dòng trạng thái đầu tiên, người này tung kèm tin nhắn cho là từ Viu Anh và vợ cũ của tình cũ. Người này viết, ca sĩ hạng XYZ Viu Anh giật chồng. Những ngày qua tôi đã giữ im lặng cho bạn tôi, nhưng sự thật ngày càng đi quá. Tôi không biết cô Viu Anh là ai, càng chưa từng biết cô là ca sĩ. Cho tới hôm nay tôi mới biết ca sĩ Viu Anh qua gương mặt em đang đăng và gọi là chồng. Đây là chồng cũ của bạn tôi, Viu Anh là người thứ ba xuất hiện khi bạn tôi đang trong thời gian thử thách sau những sóng gió của hôn nhân. Theo đó, tháng 7 2016, bạn tôi đưa con ra Bắc sống một thời gian để hai người nhìn lại mình.
Thời gian này, Viu Anh xuất hiện, nhưng anh Thiện vẫn bay ra Bắc quan tâm vợ con và mong muốn hàn gắn. Anh nói anh bay vào Nam thu xếp để đưa hai mẹ con trở lại, thì lúc này cô anh đã có bầu. Cùng thời điểm này, cô anh nhắn tin cho bạn tôi với những lời lẽ sau đây. Tôi để mọi người phán xét, đó là giọt nước tràn ly khiến gia đình bạn tôi chia tay thật sự và bạn tôi chịu đựng trong im lặng. Anh Thiện không phải Việt Kiều mà là quốc tịch Việt Nam, lấy bạn tôi là vợ thứ hai. Trước đó anh đã có vợ đầu và có hai cô con gái, năm nay đã 20 tuổi và 16 tuổi. Anh chỉ là một doanh nghiệp trung bình như bao doanh nghiệp khác, anh không phải là bố của con trai đầu của cô anh. Nhưng việc cô anh đăng tải đã làm con của anh Thiện với Vân, vợ cũ rất buồn. Cháu sang chứng tâm lý và nghĩ rằng bố đã có người khác từ khi gia đình cháu đang hạnh phúc tại Sài Gòn. Là phụ nữ hãy biết kín đáo sâu sắc và đầm thắm để giữ gìn hôn nhân của mình, thay vì rùm beng không đúng như sự thật vậy để làm tổn thương thêm những đứa con riêng của người mà cô đang gọi là chồng Viu Anh ạ. Vốn dĩ gia đình chị Vân vẫn chúc phúc cho em và chồng cũ kia, đã làm con giáp thứ 13 mà không biết vị trí đứng sai ở đâu. Lại còn trơ trẽn đến mức này thì sớm nhận quả báo thôi em. Xem em giữ được bao lâu, em nên nhớ phúc đức tại mẫu. Làm người quá xấu quá thức đức như em, giật chồng người khác như em, sao có thể tích phúc được hết đời em chứ nói gì đến đời con em. Viu Anh ơi, người đàng hoàng thì không cần làm thế nhé. Việc gì phải lóc chị hả em, cây ngay không sợ chết đứng. Em cứ ngay thẳng chứng minh chồng em cho bản thân thiên hạ xem đi. Em muốn tạo scandal để nổi tiếng thì chỉ giúp em nổi tiếng theo bản chất đa chiều, suy thoái đạo đức của em. Để công chúng đón nhận MV mới của em bằng gạch và đá nhé. Hiện thông tin này mới chỉ là một chiều và chưa có kiểm chứng. Ngoài việc cảnh báo có người dựng chuyện trên trang cá nhân, Viu Anh chưa lên tiếng giải thích trước ồn ào này. Showbiz Việt sóng gió vì phát ngôn, nhiều ca sĩ miền Nam chẳng học hành gì vẫn nổi tiếng của Thanh Lam. Một số nghệ sĩ như Quách Tuấn Du hay Lâm Khánh Chi đã bày tỏ sự bức xúc khi xem qua bài trả lời phỏng vấn mới nhất của diva Thanh Lam. Cách đây ít phút, thông qua trang cá nhân, Quách Tuấn Du bất ngờ đăng tải đoạn trạng thái khá dài nhằm phản pháo phát ngôn gây sốc của Thanh Lam khi cô cho rằng không ít ca sĩ miền Nam hiện nay chẳng cần học hành gì vẫn nổi tiếng như thường. Theo đó, cụ thành viên nhóm D&D viết: "Chị ơi, em đang làm ăn được, bớt phá giùm em cái. Gia đình em không may mắn có cha là nhạc sĩ như chị, em buông gánh bán bưng để đổi lấy nghề như hôm nay. Chị cũng thông cảm cho tụi em, miền Nam miền Tây vốn dĩ không phải vùng đất nghệ thuật có sẵn, nhà nghèo không có học đến nơi đến chốn, ăn không no, ngủ không ấm lấy gì học hành như chị. Nhưng em cố gắng được học lớn nên cũng có chút hành nghề kiếm cơm. Mỗi thời mỗi khác, thời của chị tụi em cũng ngốc mỏ, giờ thời này khán giả thương và cho được cái mỏ nó đầy." Bên cạnh đó, Quách Tuấn Du cũng nhắn nhủ đến đàn chị rằng: "Mong cô có nói chơi thì nên có chừng mực để những đồng nghiệp như anh còn chú tâm làm nghề, hoạt động nghệ thuật." Giọng ca người đã xa bức xúc nói thêm: "Bớt đi cho tụi em sống thêm một thời gian nữa thì ca trù sẽ lên lại, âm nhạc cũng như thời trang. Lúc ống túm, lúc ống loe chị nha, chị quá may mắn rồi, cha làm nhạc sĩ quốc gia, chồng làm nhạc sĩ quốc gia, chị thương hoàn cảnh như tụi em hơn chứ chị." Ca sĩ Quách Tuấn Du không giấu được cảm giác khó chịu khi đọc qua bài trả lời phỏng vấn mới đây của đàn chị Thanh Lam. Trả lời báo, nam ca sĩ gốc An Giang cho hay bản thân vốn không thích điều tiếng, nhưng anh là người may mắn có được một số thành công mới kể từ lúc chuyển hướng sang dòng nhạc bolero, nên khi đọc những chia sẻ từ diva Thanh Lam thì rất xót và cảm thấy cần đưa ra quan điểm. Bên cạnh Quách Tuấn Du, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi cũng chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này trên mạng xã hội. Cô bày tỏ: "Chị nói như vậy sao chị không nhờ truyền thông, PR tên tuổi cho chị hot lại đi. Chị có chắc ca sĩ miền Bắc ai cũng hát hay không? Bây giờ là năm 2017 chị nhé. Em thấy chị cũng đang nhờ truyền thông PR mà." Với Lâm Khánh Chi, cô đặt câu hỏi lại cho diva Thanh Lam rằng: "Có chắc tất cả ca sĩ miền Bắc đều hát hay và bản thân nhận thấy đàn chị cũng đang nhờ truyền thông PR tên tuổi?" Trước đó, trả lời phỏng vấn trên trang báo, diva Thanh Lam nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Khi có những chia sẻ thẳng thắn quanh vấn đề, nhiều ca sĩ miền Nam không học hành gì mà vẫn nổi tiếng là nhờ có truyền thông lăng xê. Cô còn đặt dấu chấm hỏi về các trường hợp này. Không dừng ở đó, Thanh Lam còn nhận xét, có ekip hỗ trợ tốt, tài năng vừa vặn với công chúng. Nhưng nếu nhìn với con mắt của người làm nghề, thì họa mi tóc nâu chưa có sự đột phá,
Ngoài ra, diva làng nhạc Việt đánh giá thu minh của độ ngông của nghệ sĩ nhưng bị thương mại hóa, nhiều thứ cuốn theo vẫn không còn giữ được chất riêng. Mấy tháng không thấy Trường Giang, Nhã Phương xuất hiện bên nhau, hóa ra tình cảm giờ đã đến mức này rồi. Hóa ra gần 3 tháng im lặng không xuất hiện bên nhau, tình cảm của Nhã Phương và Trường Giang hiện tại lại như thế này. Cuối tháng 7 vừa qua, Nhã Phương gây chú ý khi mượn chuyện chia tay của em gái để viết một tâm thư khá dài. Đọc xong, nhiều người nghi ngờ rằng cô và Trường Giang đang trục trặc tình cảm. Cũng từ khoảng thời gian đó, nhiều tin đồn hai người chia tay được mọi người bàn ra tán vào. Và trùng hợp là trong suốt gần 3 tháng qua, Nhã Phương và Trường Giang không có một bức ảnh chụp chung hay xuất hiện bên nhau ở bất cứ một sự kiện nào. Điều này làm nhiều người càng hoang mang hơn. Status làm dấy lên nghi án chia tay của Trường Giang và Nhã Phương cách đây gần 3 tháng. Trước đó Nhã Phương còn lộ ảnh ôm ấp tình tứ với Nguyễn Trần Trung Quân khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên fan của cả hai có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi, bởi cách đây ít phút, fan của Nhã Phương và Trường Giang đã chia sẻ bức ảnh cặp đôi vui vẻ đi chơi cùng nhau. Nhiều người cho rằng cặp trai tài gái sắc đang vi vu chơi ở Thái Lan, rồi còn đồn đoán là tìm địa điểm tổ chức đám cưới. Cách đây 2 ngày, Nhã Phương cũng đến quán cơm quê của Trường Giang cùng vài người bạn, tất cả nói chuyện rất vui vẻ. Riêng Nhã Phương và Trường Giang có nhiều khoảnh khắc nhìn nhau tình tứ, lau mồ hôi hay bón đồ ăn cho đối phương khiến ai nhìn cũng thấy ganh tị. Xem ra tình cảm của cặp đôi vẫn rất tốt đẹp, không hề có chút rạn nứt hay xích mích như lời đồn đoán. Fan của cả hai đăng hình ảnh cặp đôi vui vẻ đi chơi với nhau. Sau mấy tháng không có ảnh chung thì đây kết quả là tin vui đối với người hâm mộ. Fan còn nghi ngờ rằng cả hai đi Thái Lan đặt tiệc cưới. Cách đây 2 ngày, Nhã Phương đến quán Trường Giang ăn và hai người có nhiều khoảnh khắc tình cảm. Nữ diễn viên lau mồ hôi cho bạn trai, thỉnh thoảng lại nhìn nhau nũng nịu. Nhã Phương liên tục khen Trường Giang nấu ăn ngon, Trường Giang thì bón đồ ăn cho bạn gái. Xem ra chuyện cả hai người chia tay chỉ là tin đồn thất thiệt. Cách đây không lâu, Trường Giang đã tậu nhà ở Phú Quốc, được cho là để chuẩn bị kết hôn. Tình yêu của cả hai được fan vô cùng ủng hộ. Dù đi sự kiện hay ở bất cứ đâu, Trường Giang và Nhã Phương đều không ngại thể hiện tình cảm.